ha, để thầy coi thôi coi. Thầy xử lý với mấy đứa những cái bài tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa này hết đi ha. Rồi, bữa hôm sau nói chung là ngày, từ ngày hôm nay tới ngày mai các bạn sẽ coi thêm được hai video nữa. Cho nên là cứ yên tâm, yên chí. Để chứ bây giờ thầy sẽ hồi nãy thầy mới xử với các bạn mấy lớp kia tới cái bài 53 thôi, 52 thôi. Bây giờ thầy sẽ xử với các bạn từ 53 tới những phần còn lại. Rồi, tìm từ này đang từ tìm từ đồng nghĩa nha, đang tìm từ đồng nghĩa. Rồi câu số 53 nè. He stressed that idea of the event is to grab the public's attention with their favorite acts rather than to give them a diverse arts festival. Thì tìm từ đồng nghĩa grab thì tìm từ gì đấy? Đơn giản grab tìm từ đồng nghĩa nha, đang nhớ tìm từ đồng nghĩa. Được chưa? Đó, tìm từ đồng nghĩa thì đầu tiên là có gì? Anh ấy stressed that idea. Các bạn nhớ chữ stress này là không phải là anh ấy bị stress đâu nha. Nếu mà anh ấy bị stress thì stress đó là đang là một cái anh ấy đang bị căng thẳng, thì đó là một cái tính chất, là một cái trạng thái của đấy. Thì một khi là trạng thái thì phải là tính từ, mà tính từ buộc là phải có to be. Được chưa? Đó, cho nên trong câu này không phải là anh ấy gì đây, anh ấy gọi là bị stress, anh ấy bị căng thẳng về cái ý tưởng đó nữa đâu. Là anh ấy nhấn mạnh rằng. Các bạn nhớ chữ stress trong trường hợp này, động từ nó mang nghĩa là nhấn mạnh. Được chưa mấy đứa? Đó, thì viết vào thầy, stress động từ mang nghĩa là nhấn mạnh. Được chưa? Đó, động từ là nhấn mạnh. Mấy đứa cứ nhớ đi, nhấn mạnh thì nó liên quan gì? Trọng âm, đúng không? Trước thầy dạy các mấy đứa trọng âm là chữ stress đó. Được chưa? Đó, ok, hoặc là sự căng thẳng. Danh từ là sự căng thẳng. Một khi là danh từ là sự căng thẳng, nó sẽ đồng nghĩa từ gì? Pressure là áp lực. Được chưa? Pressure là áp lực. Đồng nghĩa với cái từ đó chính là từ strain, đó chính là sự căng thẳng. Đó, thầy dạy hết chưa? Dạy hết rồi. I won là do lỗi mấy đứa, chứ không phải lỗi thầy. Ủa thầy đơn này vậy thầy? À, quên. Cái bài đề của mình á, đề thầy phát mấy đứa tài liệu đó, hầu như thầy nghĩ là 70% là thầy xử lý hết rồi. Còn 30% là còn lại thôi mấy đứa bỏ đi, bởi vì phần đó nó không có ra thi. Được chưa? Đó, cho nên là cái phần này bài mới, đây là bài mới. Thầy bổ sung thêm. Mà giờ không không kịp để in nữa đó, giờ còn ngày mai nữa thôi, sao mà kịp thời gian để in. Cái bài này thầy mới soạn bổ sung thêm, cho nên là không kịp để in. Đó, hiểu không? Còn mấy cái bài kia là hầu như là thầy sửa gần hết rồi. Ai mà cảm thấy à thầy ơi cái bài này em chưa thấy sửa thì các bạn liên hệ thầy để thầy gửi bài. Nói chung là thầy gửi bài hết rồi đó. Mấy đứa chưa làm xong là do là mấy đứa chưa coi hết thôi. Được chưa? Các bạn cứ coi lại chỗ nào các bạn chưa sửa thì các bạn nói thầy, nhắn tin cho thầy để thầy gửi video cho các bạn. Ok nha. Tin nữa tin sau ha. Bài này là bài khác, không có ở trong tập tài liệu đâu. Thầy mới soạn bổ sung thêm. Được chưa? Rồi. Cái bài này thầy nghĩ là cái khả năng ra thi khá là cao đó nha. Có thể trúng tủ, mong là trúng tủ, không có thì đừng chửi thầy nha mấy đứa. Hên xui thôi. Nhưng mà thầy nghĩ là trường tròn hơn đạo hình như là có trúng mấy câu của thầy rồi đó. Đó, cho nên là Phan Văn Châu là có thể trúng đó. Rồi, câu số 53. Rồi thầy nói thầy, là bài này thầy có quay lại không thầy? Có chứ, thầy quay lại cho em coi. Nhưng mà ngày hôm nay mình học khoảng là 40 phút thôi nha mấy đứa, thông cảm thầy, giờ thầy chạy ra rồi. Chứ nên không có bình thường thầy sẽ chạy chuyến khuya, nhưng mà giờ không có chuyến khuya, dịch giả nè. Rồi. Hết bệnh rồi nha, đừng lo. Ngày hôm qua bị đau họng này nọ kiểu gì hết à. Rồi. Anh ấy nhấn mạnh rằng cái ý tưởng của cái event nó dùng để làm gì? Đó chính là để thu hút cái sự chú ý của công chúng. Public tại vì công cộng hoặc là công chúng, được chưa? With their favorite acts, với giờ đây với những cái màn trình diễn yêu thích của họ, được chưa? Hơn là thầy dạy các bạn would rather là gì? Muốn hoặc là thích hơn vậy chưa? So would rather là động từ nguyên mẫu, hoặc là would sooner vậy chứ. Nhưng mà vế sau, nếu mà sau would sooner hoặc là would rather mà nó là một cái vế thì phải sử dụng quá khứ đơn, dễ chưa? Vậy rồi. I would rather you focused on your exam, là tôi muốn bạn là gì? Ở nhà để kiểu là tập trung thì phải sử dụng quá khứ đơn. Dễ chưa? Vậy rồi. Nhưng mà đối với trường hợp này là gì? Người ta sử dụng would rather, trong này không có would rather. Được chưa? Cho nên là nó không liên quan nữa. Nhưng rather than là gì? Hơn là. Rather than là hơn là. Được chưa? Hơn là gì? Cho họ ở đây đó chính là những cái gì đây? Một cái festival nghệ thuật mà nó phong phú đa dạng. Diverse, phong phú đa dạng. Thì câu này chọn grab thì đồng nghĩa gì? Attract, nhanh gọn. Được chưa? Distract là gì? Đó chính là làm sao lãng. Các bạn nhớ distract là làm sao lãng. Được chưa? Evaluate từ này thôi khỏi không biết đi. Change là gì? Change chính là thay đổi. Được chưa? À, đồng nghĩa với cụm như thay đổi mấy đứa. Đó, thầy có gì đó chính là từ biến đổi là gì? Transform là biến đổi nè. Được chưa? Đó, rồi hoặc là gì thay đổi là gì? Shift, được chưa? Mấy đứa shift. Và bữa thầy dạy mấy đứa là shift là gì? Sự dịch chuyển. Nếu mà sự dịch chuyển thì đó là một nghĩa đen thì đồng nghĩa với gì? Movement. Được chưa? À, hoặc là sự dịch chuyển hoặc là gọi là sự thay đổi thì nó là nghĩa bóng. Được chưa? Thầy sẽ dùng chữ change đồng nghĩa. Được chưa mấy đứa? Đó, ok ha, thầy chọn thầy câu D. Ổn ha, distress là làm sao lãng dễ rồi. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu số 54.
Perhaps the Confederation of India Industries plan. Được chưa? Có thể đó chính là cái kế hoạch của cái gọi là cái hiệp hội công nghiệp của nước Ấn Độ. Được chưa? Đó chính là gì đây? To launch, để launch vậy thôi, là phát hành, ra mắt. Được chưa? Hoặc là khai trương gì đó, tùy mấy đứa. Hoặc là khởi xướng này, khởi gọi là ra mắt gì đây. A massive skill upgradation. Được chưa? Cái mấy đứa nên nhớ cái cụm này là liên quan tới từ vựng. Upgrade kiểu gì là nâng cấp mấy đứa. Upgrade là nâng cấp. Được chưa? Upgrade là nâng cấp. Đó, ví dụ sau này mấy đứa đi resort đi. Ví dụ như là mấy đứa được upgrade lên một cái phòng mà nó đẹp hơn. Upgrade từ mấy đứa mà mua một cái phòng bình thường 1 triệu thôi. Đó, thì mấy đứa sẽ được upgrade lên một cái phòng villa. Có phòng hồ bơi được gọi là upgrade, là được nâng cấp đấy đó. Được chưa? Đó vậy, upgradation đó chính là sự nâng cấp. Được chưa? Đó, launch a massive skill upgradation and training initiative. Initiative đó chính là gì? Đó chính là cái sáng kiến. Được chưa? Đó, vậy sáng kiến đồng nghĩa với gì? Chọn thầy coi. Đó, proposal, course, activity, intention. Được chưa? Thì proposal đó chính là gì? Đó chính là cái đề xuất, cái đề nghị. Thì sáng kiến nó liên quan cái gì? Đề xuất, đề nghị. Thì chọn thầy câu A luôn. Course là khóa học nè. Activity đó chính là hoạt động. Intention đó chính là cái dự định. Được chưa mấy đứa? Đó, thì các bạn viết vào intention đó chính là cái dự định. Được chưa? Và thầy có chữ perhaps gì là có lẽ. Được chưa? Intention đó chính là dự định. Thật ra đây là danh từ nha, should là dấu hiệu danh từ đó. Động từ của nó là intend. Hình như thầy chưa dạy đúng không ta? Thầy dạy lớp kia rồi nhưng mà lớp mình chưa dạy. Intend to là động từ, là dự định. Được chưa? Sau intend to là động từ như nào, nguyên mẫu. Được chưa đó? Hồi bữa thầy chưa dạy đó. Hồi bữa thầy dạy mấy đứa rất là nhiều verb 1, 2, verb 2 đúng không? Nhưng mà chữ intend thầy chưa bao gồm vào. Được chưa? Thì học intend to là dự định, còn danh từ intention là dự định. Một cái là danh từ, một cái là động từ. Hiểu mấy đứa thì ra rõ ràng proposal đồng nghĩa với initiative. Được chưa? Sáng kiến nó không liên quan dự định. Được chưa? Đó. Proposal là đề xuất, đề nghị. Được chưa? Rồi thầy chọn thầy câu à, ổn ha. Là kiểu nó ra mắt một cái sáng kiến, họ phát hành là kiểu là bắt đầu một cái sáng kiến nào đó. Một cái sáng kiến training là mình huấn luyện và mình nâng cấp kỹ năng. Được chưa? Đó. Rồi, tiếp tục câu số 55 là một câu cũng khá là dễ. Rồi, the weather beaten faces starring out from old photographs are no longer around to tell of the hardships of life in a remote mining community 100 years ago. Thì câu này thì cũng thầy nghĩ là nó cũng 50-50. Bởi vì thầy dạy mấy đứa chữ weather beaten. Đây là một cái adjective, compound adjective, là một cái tính từ ghép. Được chưa? Vậy weather beaten đó chính là gì? Đó chính là dày dạng sương gió. Được chưa? Nghĩ đen và nghĩ bóng. Được chưa? Một cái, những khuôn mặt dày dạng sương gió là những khuôn mặt gì? Rám nắng. Được chưa? Đó, thì trong câu này cái nào rám nắng? Thì có cái này có từ nào nắng? Chọn thầy câu C. Suntanned là gì? Rám nắng. Được chưa mấy đứa? Đây, chọn thầy câu C luôn. Là những khuôn mặt rám nắng. Được chưa? Đó, ổn không? Còn mấy cụm phía sau thôi khỏi bỏ đi. Nhưng mà có cụm gì? Hardships đó chính là gì? Đó chính là những cái sự gian khó của cuộc sống. Được chưa? Hardships là những gian khó của cuộc sống. Được chưa? Đó, hồi bữa thầy dạy mấy đứa là những cái gọi là obstacle. Các bạn nào nhớ cụm obstacle mang nghĩa là gì không? Những cái trở ngại vậy chứ. Obstacle là những cái trở ngại hoặc là những cái vật cản. Được chưa? Đó, giống như mà mấy đứa thấy như chạy mấy cái hàng rào á, thì những cái hàng rào đó gọi là obstacle. Chạy ở trong thể thao đó gọi là obstacle đó, vật cản đó đó. Được chưa? Thì hardship là khó khăn, đồng nghĩa với obstacle, những cái vật cản. Được chưa đó? Là sự khó khăn, nó gian khó rồi đó. Rồi thầy dạy các bạn chữ hardship rồi. Được chưa? Đó. Thì cái câu này mấy đứa có thể đoán được. Đoán được bằng cách nào? Đó, hardships of life này là những khó khăn cuộc sống. Thì đây, để làm những câu thầy nói là như tìm từ những câu đồng nghĩa, trái nghĩa, thì nhiệm vụ mấy đứa phải coi cái câu này đang là tích cực hay tiêu cực để mình sử dụng cho phù hợp. Được chưa? Mình có thể đoán ra. Ổn ha? Thì suntan, các bạn nên nhớ chữ tan. Đó chính là mình gọi là mình đi phơi nắng. Được chưa? Đó, đi tan là mình đi phơi nắng đó. Phơi nắng kiểu như là phơi để người ta có làn da rám nắng đó mấy đứa. Được chưa? Đi phơi nắng. Vậy suntan là gì? Rám nắng. Đây là một tính từ. Được chưa? Fair là gì? Fair nó chính là công bằng. Được chưa? Đó, fair là công bằng nè. Pale là gì? Khỏi biết đi. Rồi, tiếp tục câu số 56 nè. Why do they not follow where the interview goes instead of sticking to their boring prepared questions? Thì câu này là gì? Ủa? Thay vì sticking to là gì? Các bạn nào nhớ không? Sticking to là gì? Thì dạy rồi. Stick to là gì mấy đứa? Dạy rồi. Ai nhớ? Theo. Và vẫn tiếp tục theo. Theo đuổi. Được chưa? Dính theo, bám theo.
Được chưa? Thì câu này tìm từ đồng nghĩa, tìm từ câu nào mới được? Expanding là gì? Expanding là gì? Expanding là gì? Mở rộng đúng rồi. Contributing to là gì? Ai nhớ? Các bạn nào nhớ thì nói ra thầy đi để cho thầy biết. Đúng rồi, đóng góp. Contributing to, đóng góp. Keep away là gì? Là tránh xa. Được chưa? Concentrate on là tập trung. Ai cũng biết rồi thì rõ ràng gì đây? Tập trung là mình vẫn tập trung, mình dính dính vào đó. Được chưa? Thì concentrate on đồng nghĩa với sticking to. Thì câu này gì? Ủa, thay vì mà kiểu như là thay vì lúc nào cũng bám theo cái câu hỏi, cái những câu hỏi đã chuẩn bị từ trước của họ, nó quá là chán đi. Ở tại sao họ không gì đây, họ không follow, tại sao họ không vẫn họ họ không follow cái buổi phỏng vấn, được chứ? Đó, why do they not follow where the interview goes, kiểu như là không kiểu như là theo dõi tiếp tục cái buổi phỏng vấn nó sẽ xảy ra từ đầu tới cuối đúng không? Không tiếp, không người ta không tiếp tục để cho người ta thích hỏi hỏi biết hỏi biết là gọi là stick to đó mới đó. Được chưa? Đó rồi. Thì câu tiếp tục, câu số 357. Rồi. The study emphasized a period of time beginning 4 years before the casino opened and 4 years after. Là cái study không phải là việc học mới đó, là cái cuộc nghiên cứu vậy như vậy rồi. Cái cuộc nghiên cứu nó như nào đây? Nó nhấn mạnh. Emphasized là nhấn mạnh. Được chưa mới đó? Đó ok ha. Là cuộc nghiên cứu nó nhấn mạnh. Được chưa? Một cái khoảng thời gian, được chưa? Beginning 4 years, được chưa? Những cái câu là khỏi lay where là khỏi biết, được chưa? Những khoảng thời gian là những cái từ này khá là dễ đúng không? Được chưa? Là beginning 4 years before the casino opened and 4 years after, được chưa? Là 4 năm trước đó và gì đấy? 4 năm trước mà cái casino nó mở, được chưa? Và 4 năm sau đó. Được chưa? Đó thì nhấn mạnh chọn gì đây? Nhấn mạnh là gì đó? Đang tập trung, focus on, được chưa đó? Đó, nhấn mạnh. Hồi nãy thầy cũng dặn mấy đứa chữ nhấn mạnh luôn. Được chưa? Đó chính là gì? Đó chính là chữ stress. Nhấn mạnh nè. Được chưa? Đó, emphasize. Carry on là gì? Vậy luôn rồi. Đó chính là gì? Tiếp tục. Đúng không? Tại vậy các bạn rồi. Tiếp tục. Relied on là gì? Relied on đó chính là mình dựa dẫm. Vậy chưa? Vậy rồi. Được chưa? Thì các bạn biết là rely on. Đó chính là dựa vào. Dựa vào. Được chưa? Đó. Dựa dẫm hoặc là dựa vào hoặc là dựa dẫm nhau đó. Được chưa? Có bạn nào có thắc mắc gì không? Chữ based on thì khỏi khỏi không biết đi. Relied on, dựa vào hoặc là dựa dẫm như vậy đó. Chữ based on để nó sau đi. Rồi, tiếp tục câu số 58. Understanding the need for change là hiểu được cái nhu cầu của sự thay đổi là nó quan trọng. Được chưa? For the ability, được chưa? Cho cái khả năng, được chưa? Để successfully cope with, đang trạng từ đúng không? Để cái gì đó thành công những cái thách thức này, được chưa? Thì cope with giải biết bao nhiêu lần, tìm từ đồng nghĩa là gì? Deal with, xử lý, giải quyết, được chưa? Đồng nghĩa với cụm gì? Đó chính là handle, được chưa các bạn? Handle là không có handle with nha, dễ chưa? Vậy luôn rồi, được chưa? Hiểu được cái gì, cái nhu cầu của cái sự thay đổi nó thiết yếu, nó quan trọng, được chưa? Cho cái khả năng để mình có thể gì đây, để mình có thể thành công đối phó được những cái thách thức này. Cope with đồng nghĩa với deal with, xử lý đối phó, được chưa? Get rid of là gì? Đó chính là mình loại bỏ, mình loại trừ. Máy cầm loại bỏ loại trừ này, coi nè, dispose nè, rồi đồng nghĩa với discharge nè, đúng rồi đó, tùm lum tùm la nè, đồng nghĩa với cái gì nữa, release, được chưa? Đợi tay xíu, discharge đồng nghĩa với, trời ơi, release, chết rồi mấy đứa, cái máy của thầy nó cũng lại bị nữa rồi. Chán gì đâu, đã đi bảo hành mà cũng vậy, thầy bực bội gì đâu. Đập bít, mệt quá. Được chưa? Get rid of là loại trừ, loại bỏ nè. Mình bỏ cái đồ vật gì đó, dispose cũng là bỏ luôn nè, discharge cũng là mình thải ra nè. Discharge thường mang nghĩa là thải ra nha mấy đứa. Discharge là thải ra, dispose cũng là thải ra, còn release cũng là thải ra. Được chưa? Hoặc là mình phát hành. Được chưa đó? Phát hành cũng được. Đó. Rồi. Keep up with the mic cụm này nó không có ra đâu, thôi phải khỏi nói. Được chưa? Rồi, cụm này he he. The shop increase. Các bạn nhớ viết thầy shop increase đó gì? Tăng mạnh tăng mạnh đó mấy đứa. Shop increase tăng mạnh đó. Cái sự gia tăng mạnh, được chưa? In the percentage, đó chính là cái phần trăm, trong cái phần trăm mà trẻ em sống với bố mẹ đơn thân. Những cái bố mẹ chỉ có bố mẹ đơn thân là như là nhiều mẹ đơn thân là bố đơn thân rồi đó.
là chưa single parents, là được nuôi dưỡng bởi những cái người bố mẹ, là chưa đó mà đơn thân. Một là tại sao người ta không dùng chữ parent hay là người ta dùng chữ mom mà chữ dad, bởi vì bố mẹ nó bao parent bao gồm bố và hoặc là mẹ, là chưa, cho người ta nói chung là như vậy, single parents, là chưa. Đó là gì, cái sự gia tăng nhanh chóng hoặc là sự tăng mạnh trong cái tỷ lệ, trong cái phần trăm mà trẻ em sống với những gia đình mà có bố mẹ đơn thân, là chưa, mà nó bắt đầu khoảng năm 1960, nó đã ở đây level up. Thầy dạy các bạn level up, đứa nào nhớ kiểu level up là gì? Level up là gì ta? Level up là gì, đứa nào nhớ? Đúng rồi, ổn định. Thầy chưa dạy rồi, level up nó trái nghĩa với cụm gì, có nhớ không Trinh? Trái nghĩa với cụm gì? Flush gì? Fluctuate. Được chưa? Đó, quên rồi, trời ơi, mới học. Trời ơi. Level up là ổn định, nhảy trái ngược với fluctuate. Fluctuate là biến động, dao động. Một khi biến động thì dao động như nào? Là không ổn định. Được chưa? Đó, hồi nãy cái lớp phía trời, hồi nãy lớp kia thầy gọi là level out, thầy lộn. Thì tí nữa mấy đứa coi mấy cái video kia, thầy mấy đứa sửa lại với thầy nha. Level up nhưng mà level out thầy bị lộn đó. Rồi. Thầy nói lại shop in, increase là cái gia tăng mạnh. Được chưa? Level up là nó vẫn ổn định. Được chưa? Đó. Thì vẫn ổn định thì chọn gì đấy? Vẫn ổn định là chọn câu gì mấy đứa? Ổn định chọn câu gì? Thử thôi coi, cái nào ổn định? Đọc cái chọn đi. Đúng rồi, quá đơn giản. Remain là vẫn ổn định. Là chứ stable là ổn định nè. Increase slightly là tăng nhẹ. Các bạn nhớ slightly là nhẹ. Hơi hơi phớt phớt. Được chưa? Tăng nhẹ. Được chưa? Reduce quickly là giảm nhanh nè. Ừ, hỏi trong vở thì level out là ổn định đúng rồi. Ủa vậy hả? Từ vẫn thì cho dạ. Ủa bữa mình học là level out hả? Hay level up? Level out thầy. Ủa thầy viết là level out hả? Dạ. Ủa level out hay level up? Ủa bữa thầy viết mấy đứa? Thầy bị liệu quá. Thầy viết level out hả? Ủa level out, level up, các bạn coi thử rồi coi. Để thầy nhớ thì có level out hay level up chưa? Level out hả? Level out hả? Cho level out. Oh, rồi. Nhưng mà cái bài này level out hay level off? Bởi vì bình thường thầy nhớ thầy dạy level out đúng không? Dạ thôi, một là level out, level off để thầy nghiên cứu lại thử coi. Thật sự là có level off hay không? Ủa tại sao thầy quăng cái này vô ta? Thôi cứ tính sau đi, thì tin là thầy sẽ check lại sau. Hen. Thầy nghĩ chắc là không có sự khác biệt giữa level out và level off. Thầy nghĩ là như vậy. Được chưa? Rồi. Là remain stable. Ok ha, để thầy check lại ha mấy đứa. Fluctuate này giống nó rồi, cái này trái nghĩa, nếu mà tìm từ trái nghĩa mình phải chọn. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu số 60. 1000 telephone surveys là như 1000 cái cuộc khảo sát bằng điện thoại đã được thực hiện bởi một cái Independent Market Research Company, bởi một cái công ty nghiên cứu thị trường độc lập. Được chưa? Cũng như là getting feedback, là cũng như là nhận được những cái feedback, những cái phản hồi và những cái comment, là những cái gọi là bình luận. Được chưa? Đó, từ những người địa phương. Được chưa? Comments là những cái ý kiến cũng được, thay vì là ý kiến từ gì đây, những người địa phương. Thì carry out đồng nghĩa từ gì mấy đứa? Được thực hiện. Được chưa? Cộng này là mấy đứa có thể loại bỏ. Carry out là thực hiện. Brought là mang lại. Được chưa? Continue là tiếp tục. Carry on mới là tiếp tục. Thì loại bỏ A và B. Được chưa? Condition thì không biết nghĩa, bỏ. Được chưa? Và finish, hoàn thành. Mình loại bỏ được chưa? Loại bỏ được, chọn thầy câu C luôn. Hiểu mấy đứa? Câu này không biết nghĩa, câu này mình biết nghĩa chữ carry out, không biết nghĩa chữ contract, thì mình có thể gọi là suy luận ra. Được chưa? Đã bị ba cái này không liên quan thì chọn thầy câu C, hiểu chưa? Đó, thêm một cái mẹo nữa. Thì contract là gì? Đó chính là tiến hành. Mấy đứa nhớ contract động từ mang nghĩa là tiến hành, bởi vì cái này đang bị động cho nên người ta thêm ed đó. Contract bỏ ed đi, đó chính là tiến hành. Được chưa? Tiến hành là thực hiện đó mấy đứa. Đó, đã được tiến hành hoặc là đã được thực hiện y chang nhau. Được chưa? Đó, thì carry out đồng nghĩa với conduct. Thêm chữ T nữa thầy nha, thêm chữ T nữa. Ui da. Tiếp tục. Câu số, kịp không mấy bạn? Kịp không? Kịp hen. Independent là độc lập nha mấy đứa. Independent là độc lập nè. Survey, đó chính là cái cuộc khảo sát. Vừa là động từ, vừa là danh từ, khảo sát. Danh từ là cuộc khảo sát. Ok ha. The, câu số 61 nha. The Neighborhood Watch. Đây là một cái tên riêng. Được chưa? Đồng hồn tên là Neighborhood. Guest residents involved in keeping an eye out for suspicious behavior and alerting police to possible law breaking. Thì thật ra từ vựng thầy dạy mấy đứa hết rồi đó. Được chưa? Đó thì đây.
đó chính là cái này không phải đồng hồ nữa, đây kiểu như là một cái tổ chức, được chưa, một cái tổ chức thì có get involved in, được chưa, là kiểu như là get someone involved in là bắt ai tham gia vào, được chưa, hoặc là bắt ai kiểu như là ở tham gia vào đi, được chưa, involved in là tham gia vào, được chưa, mấy đứa biết là be involved in là tham gia vào, được chưa, tham gia vào nha, be involved in là tham gia vào, tham gia hoặc là cơ dính líu hoặc có liên quan đến, các bạn nhớ, được chưa, tham gia vào, dính líu hoặc liên quan gì đó, được chưa. Thì câu này là gì đây, đó chính là một cái tổ chức này là kiểu người ta khuyến cáo là những người dân là nên tham gia vào, là kiểu như là người ta nên quan tâm vào, tham gia là mình đang quan tâm vào, là gì, khuyến cáo là những người dân nên quan tâm vào cái việc cái gì đó, là những cái hành vi mà nó như là suspicion, là đáng nghi, và gì đây, cảnh báo với cảnh sát đối với những cái đối tượng mà gì vi phạm pháp luật, lo là luật, ray là vỡ, phá vỡ. Vậy phá vỡ pháp luật là gì, đó chính là gây phạm, được chưa, mình có hiểu nôm na như vậy, lo là luật, ray là vỡ, được chưa. Vậy law breaking là gì, đó chính là kiểu như là phạm pháp đó mấy đứa, được chưa. Đó thì kiểu như là mấy đứa cứ tưởng tượng đây là một cái chung cư đi, chung cư có một cái tổ chức này, được chưa, đó, hoặc là một cái văn phòng như này, là lúc nào người ta cũng mong những người cư dân lúc nào cũng phải cảnh giác, là chứ keeping an eye out for suspicious behavior, là những cái hành vi mà đáng nghi đáng ngờ, thì các bạn biết là suspicious tính từ là đáng nghi đáng ngờ, là gì, vậy keeping an eye out for, vậy mấy đứa đoán nghĩa thầy coi, keep an eye out for là gì, đó chính là gì, thầy dịch là gì, xem chừng coi chừng, được chưa, xem chừng coi chừng, keep an eye for, viết vào thầy, keep an eye out for, hoặc là thầy có thể sử dụng keep an eye on, coi chừng trông chừng, được chưa, đó, ổn ha. Thì cái nào coi chừng trông chừng, believe in tin tưởng, participating tham gia, đúng không, thầy dạy các bạn rồi, participate in là tham gia, có chữ e phía cuối, bỏ bỏ in thì thêm e, watching out là gì, xem chừng coi chừng, đó thì chọn thầy câu gì, câu c, wiping out là gì, thôi bỏ đi, được chưa, wiping out bỏ đi. Rồi, thì chọn thầy câu C. Được chưa? Mình nói keeping an eye out for. Cái này đang gọi, cái này là một cái idiom. Đó là một cái thành ngữ trong tiếng Anh. Và đề thi đảm bảo nó cũng sẽ ra một câu thành ngữ. Cho nên thôi thầy làm cho mấy đứa luôn. Soạn mấy đứa một số câu. Được chưa? Có thể hy vọng nó sẽ ra. Được chưa? Bởi vì bữa giờ thầy mò mấy cái đề mấy đứa. Bởi vì thầy mò mấy cái đề trên mạng, những đề mà hiếm hiếm. Đó. Thầy nghĩ là qua giữa kỳ thầy sẽ gọi là thầy soạn, thầy mua đề. Đó, bởi vì giáo viên trên trường mấy đứa hay mua đề á, cho nên thầy cũng tập mua đề cho mấy đứa. Có thể nó ra mấy đứa trúng nè. Rồi, tiếp tục có 62 nè. All you need to do to get rid of a few butterflies in the stomach. Được chưa? Can in phải im nha mấy đứa. Chứ không phải chữ M đâu. Được chưa? Is just relax, laughing with or talking to others about your stress can help reduce it. Được chưa? Những điều mà bạn còn nên phải làm đó chính là loại bỏ đi một vài con bướm ở trong cái dạ dày. Ủa là sao chờ? Thì cái này là liên quan tới idiom, thành ngữ. Đó chính là gì? Điều các bạn còn nên làm đó chính là get rid of là gì? Đó chính là loại bỏ đi cái gì đó. À, đó chính là chỉ còn mình relax thôi. Được chưa? Laughing with nè, cười với ai đó hoặc nói chuyện với những người khác về cái gì? Về cái stress của bạn. Thì có laugh with others about your stress kiểu như là lúc nào cũng có khoảng thời gian vui vẻ với những người khác, được chưa, để nói về cái stress của bạn, những căng thẳng của bạn, thì đồng thời nó cũng sẽ giúp giảm giảm nó là giảm gì, giảm cái stress của bạn, được chưa. Mình đang loại bỏ dưới đây thì mấy đứa có thể đoán thấy loại bỏ cái gì, loại bỏ một cái gì đó mà nó tiêu cực, đúng không, thì mình chọn mình loại bỏ cái trường hợp nào mà nó đang tích cực, hiểu không mấy đứa, mấy đứa được chưa. Đó thì chọn thầy, một là câu A và câu B nó đang tích cực nè thì bỏ, hiểu mấy đứa, bởi vì trong câu đề là nó đang loại bỏ cái gì đó thì đương nhiên mình phải, điều mình còn nên làm phải loại bỏ cái gì đó tích một cái tiêu cực chứ, được chưa, hiểu không, đó cho nên là mình bỏ đi những cái tích cực, được chưa, đó là A và B, đó ổn ha. Mấy đứa hiểu hai cái chữ loại bỏ của thầy không, cái loại bỏ đầu tiên thầy vừa mới nói mấy đứa là loại bỏ cái câu trong đề nè, còn cái loại bỏ thứ hai là nó không liên quan với đề, là kiểu như là cái mẹ của thầy là bỏ đi những cái tích cực đi, được chưa, thì chọn bỏ câu A và câu B, thầy chọn thầy câu C hoặc câu D thôi, được chưa. Thì có cụm a
Butterflies in the storm, mình đang bị lo lắng mấy đứa. Thế giờ thì có cụm một câu idiom là have butterflies in the stomach, đó chính là lo lắng, bồn chồn, cồn cào gì đó. Đó, biết vào không thầy? Have butterfly, có bướm. Ủa tự nhiên có bướm mà trong dạ dày là sao trời? Ư ừ, là trời. Đó, in the stomach. Có bướm trong dạ dày. Ôi. Mày cũng mấy đứa cứ tưởng tượng bướm bướm bay, bướm bướm bay trong dạ dày là kiểu như bồn chồn mấy đứa hiểu không? Đó, thì mỗi 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 nơi thì nó có cái gọi là cái văn hóa khác nhau. Được chưa? Ví dụ như là thầy có một thành ngữ thì thật ra mỗi mỗi cái bất kỳ thứ tiếng nào nó cũng sẽ có thành ngữ riêng, được chưa? Đó, và thường cái thành ngữ mà đó, mấy đứa thường thấy nhất là thành ngữ về động vật, được chưa? Mà tùy văn hóa thì mỗi cái tính cách nó sẽ sử dụng động vật khác nhau. Đó, ví dụ như thầy nói gì, ở Việt Nam mình nói ăn như gì, ăn như heo, ăn như bò, ăn như trâu đúng không? Nhưng ở nước ngoài thì nó là ăn như ngựa, eat like a horse, được chưa? Đó, ở Việt Nam mình ta đã có câu gì đây, trắng như tàu lá chuối, được chưa? Ở nước ngoài thì trắng trắng như là tờ giấy, được chưa nữa? Đó, ok, thì nói gì, white as a paper, trắng như tờ giấy nè. Đó, được chưa? Thì tùy văn hóa thì cái câu thành ngữ khác nhau, cho nên mấy đứa không thể là mấy đứa đánh đồng từ tiếng Việt sang tiếng Anh được. Kệ nó đi. Ok ha. Rồi tiếp tục. Thầy có disappoint, disappointment là gì? Đó chính là cái sự thất vọng. Ok ha. Rồi, câu số 63. Without knowing the ins and outs of the legislation, I'm broadly in favor of not sacking people without a reason. Được chưa? Without knowing, không biết cái the ins and the outs of the legislation, đó chính là về cái luật nè. Được chưa? Là nếu mà không biết về cái gì đó của cái luật, được chưa? Thì tôi hoàn toàn là tôi sẽ không in favor of. Đó, tôi sẽ không gì đó. Tôi sẽ in favor, kiểu như là tôi không có khuynh hướng, được chưa? Tôi sẽ không thích, được chưa? Đó, nhìn chung á, là tôi sẽ không thích, đó chính là sa thải những người khác mà không có một lý do, được chưa? Thầy có động từ sack, đó chính là sa thải nhau đó. Sack động từ là sa thải, được chưa? Sack đồng nghĩa fire là sa thải. Hồi trước thầy nhớ là trong bài dưới đến 2 thầy các bạn chữ fire động từ mang nghĩa là sa thải, chứ không liên quan lửa mấy đứa. Sack đồng nghĩa với fire, động từ mang nghĩa là sa thải, được chưa? Đó, nếu mà không biết về cái gì đó thì tôi sẽ đa phần là tôi sẽ gì, tôi thích là tôi sẽ tôi kiểu như có khuynh hướng sẽ không sa thải những người khác mà không một lý do. Vậy thì mấy đứa thầy đoán thử như nào, không biết gì đấy, không biết đầu đuôi câu chuyện, được chưa? In and out, trong và ngoài thì gì là gì, đầu đuôi, được chưa? Ở nước ngoài thì gọi là người ta gọi là văn hóa người ta sử dụng trong và ngoài thì là gì, là đầu đuôi, được chưa? Thì đầu đuôi thì liên quan tới gì, đầu tiên the details là những cái chi tiết. The general knowledge đó chính là những cái gọi là những cái kiến thức chung. Đó. Rồi the main point là những cái ý chính. Được chưa? Và the seriousness là cái sự nghiêm túc. Được chưa? Đó thì chọn gì đấy? Đoán thử coi, the ins and outs thì chọn gì đấy? Đầu đuôi liên quan gì? Chi tiết. Được chưa? Nếu mà không biết rõ về chi tiết. Được chưa? Thầy chọn thì câu. À. Chứ tự nhiên nếu mà không biết cái kiến thức chung là sao? À, này này này. Thì the ins and outs đồng nghĩa với the details. Được chưa mấy đứa? Đó. Kịp hen. Rồi các bạn nào chưa kịp không? Ai không kịp thì nói thầy nha. Thầy Nói đi, nói. thầy nói lại khúc sau of the legislation nữa thầy, nãy em bị lag rồi không nghe được À, khúc từ đó. legislation là cái luật đó em thôi, khỏi còn quan tâm. Được chưa? Cái Tại từ vì này sao? Ừ, thầy nói sao? Nếu mà không biết về cái đầu đuôi của cái luật, hoặc là chi tiết về cái luật lệ này, được chưa? Thì nhìn chung là tôi sẽ không có khuynh hướng là sa thải những người khác mà không có một cái lý do cụ thể, được chưa? Đó, đó thì in sao là đầu đuôi gì đó, hoặc là chi tiết, được chưa mấy đứa? Rồi tiếp tục. Thật ra câu này nếu mà mấy đứa không biết cụm the in and out thì mấy đứa có thể đoán đó, nó không thể là một cái kiến thức chung được, được chưa? Không thể nào cái ý chính được. Ok, rồi tiếp tục câu số 64. I'm sorry, I got hold of the wrong end of the stick. I thought you were complaining about something. Bây giờ coi nè. Phân tích. Xin lỗi. Tôi nghĩ là bạn đang phàn nàn về cái gì đó. Được chưa? Đó. Ủa mà xin lỗi. Tôi đã gì đó. Thì một khi mấy đứa xin lỗi thì vế sau phải là cái gì đó, một cái tiêu cực. Đúng không? Cái vế sau nó phải là một cái tiêu cực.
được chứ. Đó thì gì đây, xin lỗi tôi đã gì đó, tôi nghĩ là bạn thì một cái xin lỗi, là tôi nghĩ nữa thì chắc chắn là gì, mình đang gì đây em, đứa đoán thử tôi coi, đoán thử tôi coi mình đang gì đấy, mình đang gì đoán. Dạ hiểu rồi. Đúng rồi, mình đang hiểu lầm thì chọn gì luôn, câu B được chưa đó. Rồi misapply nó không ra, bỏ được chưa. Misunderstood là gì, đó chính là hiểu lầm nè. Thật ra cái này là misunderstood, nó là quá khứ của misunderstand được chưa, mà cột 3 và quá khứ của misunderstand đó chính là misunderstood được chưa. Admit là gì các bạn, các anh nhớ, đứa nào nhớ không, admit là gì? Dạ thưa nhận. Đúng rồi, thừa nhận được chưa, thừa nhận được chưa, hoặc là nhận được chưa, thôi thừa nhận thôi được rồi. Admit đi theo với động giới từ là gì, admit to được chưa, admit to thừa nhận. Rồi realize là gì, nhận ra. Ok, tự nhiên mấy đứa quăng vào, tôi xin lỗi tôi đã nhận ra, no tôi xin lỗi tôi đã hiểu lầm đó, mấy đứa làm mấy đứa quăng vào, cái từ vựng là mấy đứa biết mấy đứa quăng vào, phù hợp nghĩa thì hãy chọn được chưa. Rồi tiếp tục câu số 65. What beats me is why people are prepared to sit in a traffic jam every morning for half an hour just to get to work. What beats me, cái điều gì đó mà tôi, là tại sao mà người ta lại có thể mà có khả năng là ngồi, là kiểu như là chịu đựng cái cảnh mà tắc, gọi là cảnh mà xe cộ đông đúc, cảnh mà tắc nghẽn giao thông đó mỗi buổi sáng trong vòng nửa tiếng chỉ để đến làm việc. Cái điều mà gì đây? Đó, mấy đứa quăng vào. What I cannot understand, cái điều mà tôi không thể hiểu là tại sao, hợp lý không? Hợp lý, nhưng mà vẫn còn phải đọc tiếp theo. Câu B, cái điều mà khiến tôi thích thú là tại sao mà người ta lại có khả năng mà chịu đựng được cái cảnh mà này là cái kiểu, hợp lý không? Nó hơi kỳ kỳ đúng không? Từ cái điều mà tôi thích thú, một cái phía sau này nó đang tiêu cực, là người ta là có khả năng là chịu đựng được cái cảnh mà kẹt xe. Ủa là sao trời? Đó, câu B, cái điều mà tôi tập trung, cái điều mà tôi chú ý, what I pay attention to. Ủa là sao trời? Để chơi vợ, câu D, cái điều mà tôi không tin được là. Ủa là sao? Thì chọn thầy câu C. Thầy có cụm what beats me, cái điều mà khiến tôi khó hiểu. Được chưa? Các bạn nhớ là gì? Beats me. Nếu mà bạn nào mà học lớp giao tiếp của thầy á, thì các bạn sẽ biết cụm đó chính là, ví dụ như là, ê, mày có biết tại sao thầy Duy đẹp trai không? Oh, beats me. Ai biết trời? Được chưa? Beats me hoặc là gì? Who knows? Được chưa? Đó. Who knows? Hoặc là beats me. Được chưa? Đó, beats me là gì? Đánh tôi đi như mà có đánh tao chết tao cũng biết, hiểu không mày đó? Đó, đó chính là cụm beats me. Rồi, hiểu chưa mày đó? Ok ha. Rồi thì câu này chọn câu A, what beats me. Rồi, tiếp tục bài số 5. Đây là tìm từ trái nghĩa nha mấy đứa, tìm từ trái nghĩa. Ngày hôm nay là chủ điểm là tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa, bởi vì nó ra bốn câu mấy đứa. Đó, cho nên là thôi cũng quan trọng cho nên làm luôn. Gọi là may thì trúng. Được chưa? Cố gắng thêm mấy đứa 20 phút nữa nha. Rồi bữa ngày mai thầy sẽ bù mấy đứa thoải mái. Rồi cái phần này trời ơi dạy biết bao nhiêu lần rồi đúng không? Long lasting, tìm từ trái nghĩa từ gì mấy đứa? À, từ này nó khó, bỏ đi. Tại nó có từ transition là từ từ khó nè. Thì từ này thật ra thì mấy đứa có thể đoán ra được. Mấy đứa có đoán ra được thôi lẽ dễ thôi thầy hướng dẫn không đi. Đó, nó mất công, mất công là nó ra thì uổng lắm. Được chưa? Nhưng mà mấy đứa có thể đoán đoán ra được. Được chưa? Thì đầu tiên thầy có gì đây? Tìm từ trái nghĩa đúng không? Thì câu này long lasting là gì? Là lâu dài đúng không? Thì lâu dài thì trái ngữ với gì? Trái ngữ với ngắn hạn được chứ, hoặc là không được dài, hoặc là tạm thôi đúng không? Thì mấy đứa chọn cái gì đây? Thì long lasting coin, durable thầy dạy các bạn rồi là gì? Bền. Durable là bền, tính từ dạy chứ vậy rồi. Effect thì gì? Bền nó có liên quan với dài hạn không? Không. Tiếp tục câu B, effective là gì? Hiệu quả, liên quan không? Không. Bỏ. C, transient là gì? Không biết, để đó. Và câu D, flexible là gì? Dẻo dai linh hoạt, có liên quan gì tới long lasting lâu dài không? Không. Mình đang loại bỏ không? A, B, C, A, B, D nó không có nghĩa, nó không có liên quan cái long lasting, thì chọn thầy câu C. Được chưa? Đó, vậy thầy có chance đó chính là gì, đó chính là tạm thời. Được chưa? Đó, tạm thời. Hồi bữa thầy dạy các bạn từ đạm, nếu mà đề thì nó dễ, nó sẽ ra cái từ này, temporary, đó chính là tạm thời. Bởi vì cái từ này nó khá là common. Nếu mà nếu mà thầy ra thì sẽ ra cái từ này, temporary. Được chưa? Là tạm thời. Được chưa? Đó. Kịp hàng và long lasting trái nghĩa với temporary và trái nghĩa transient, thì cái từ này nó khó tôi khỏi bỏ đi mới được. Được chưa? Cho nên là long lasting trái nghĩa với temporary. Đó. Rồi thầy nói durable là gì? Đó chính là bền, được chưa? Effective và hiệu quả, flexible, vậy biết bao nhiêu lần rồi. Tiếp tục. The best hope for
of avoiding a down market tabloid. Tabloid. Tabloid là gì? Đó chính là báo lá cả vậy rồi. À, cái bài này làm chứ? Làm luôn rồi. Chọn luôn thay câu gì đấy? Down market trái nghĩa với expensive. Được chưa? Down market là gì? Thị trường thấp. Được chứ? Thị trường cấp thấp. Ví dụ chợ này là down market đó. Thị trường cấp thấp. Vậy vậy trái nghĩa với down market là gì? Đó chính là up market. Ví dụ như là Gucci nè, Chanel nè, rồi tùm lum tùm la mấy cái hiệu mà nó chanh xả đó mấy đứa. Đó thì gọi là up market. Được chưa? Đó, vậy down market thì luôn luôn phải phải rẻ rồi. Mày đang còn trái nghĩa thì chọn thay câu A. Được chưa? Đó, rồi, quá đơn giản. Rồi tiếp tục. One of the most efficient là cũng hiệu quả luôn các bạn nhé. Efficient nó gần y chang như là effective. Được chưa? Đó. Thì sau này nếu mà rảnh thì thầy sẽ phân tích kỹ mấy đứa efficient khác với effective chỗ nào. Giờ không có thời gian rồi, tính sau. Một trong những cái thầy thầy dạy chứ approach vậy rồi. Một trong những thầy dạy là approach động từ là đến gần. Được chưa? Danh từ đó chính là cái phương pháp hoặc là cách tiếp cận. Ok ha, approach nhấn vô âm thứ hai. Phương pháp đây là danh từ nha. Phương pháp hoặc là cách tiếp cận. Còn động từ là đến gần. Mấy đứa cứ tưởng tượng đi. Đến gần là gì? Gần là gì? Gần là cận. Được chưa? Thể cụm cách tiếp cận. Ổn ha. Approach. Một trong những cái cách tiếp cận mà nó hiệu quả và nó có hiệu quả về chi phí nhất. Được chưa? Đối với cái việc, đối với cái vấn đề mà trả trễ, trả chậm trễ, đó chính là invoice finance. Cái này thì nó liên quan tới thuật ngữ gì quá cho nên khỏi còn nói. Được chưa? Đó thì con này chọn như đấy. Cost effective trái nghĩa tư gì? Gainful. Thay vì các bạn chữ gain là gì? Đó chính là kiếm được. Được chưa? Gainful là gì? Đó chính là đạt được nè. Đó thì không thể là hai cái từ này nó gọi là nó đã quá đồng nghĩa rồi. Gainful là kiểu như nó có lợi vậy mấy đứa đạt được rồi mới đang có lợi đó. Vậy gainful tính từ là có lợi đó mấy đứa. Thì con không thể nào mà chọn được. Được chưa? Câu D unprofitable. Thầy dạy mấy đứa profit là lợi nhuận, đúng không? Profit danh từ là lợi nhuận. Profitable là gì? Có lợi nhuận hoặc là có lãi. Là gì? In những cái là gì? Là không có lãi hoặc là không có lợi. Được chưa? Thầy chọn thầy câu gì? Câu B luôn. Cost effective là có lợi rồi, có lợi về chi phí. Thầy chọn thầy câu B là không có lãi, là không có lợi. Được chưa? Chọn thầy câu B. Well paid là gì? Được trả lương hậu hĩnh, được trả lương cao. Được chưa? Commercial cũng vậy luôn. Commercial tính từ nó mang nghĩa là thuộc về thương mại. Được chưa? Đó, còn finance, cái finance là trong cái bài lớp hồi nãy thầy dạy chữ finance, đó chính là gì? Đó chính là tài chính. Được chưa? Commerce, đó chính là thương mại. Commercial, tính từ mang nghĩa là thuộc về thương mại. Đây thầy viết lại, ừ, mới thầy dạy đó mà, đúng không? Commerce là thương mại, còn commercial danh tính từ là thuộc về thương mại. Danh từ nó còn mang nghĩa khác là quảng cáo, nhưng mà mình tính sau đi. Được chưa? Đó, sau này dạy sao ha. Rồi thì con này chọn thầy câu B. Rồi tiếp tục. Rồi, câu B, câu 69. They are not down-to-earth people who are willing to lower themselves to see the reality of poor people's lives. Họ không phải là những người thực tế, họ là những người thân thiện, đúng không? Down-to-earth, thực tế hoặc thân thiện. Người, những người mà gì đây, chịu đây, họ không phải là những người thực tế, những người mà họ chịu gì đây, hạ thấp cái tôi của họ xuống để gì đây, để thấy cái thực tế của cái cảnh của những người nghèo đó. Được chưa? Đó, các bạn nhớ nha. Họ không phải là những người thực tế. Được chưa? Đó. Nhưng mà người ta đang còn như này. Người ta đang còn tìm từ trái nghĩa với từ down to earth. Được chưa? Đó. Cho nên thật trong câu này gì? Họ không phải là những người thực tế. Được chưa? Nhưng mà thầy đang còn là tìm từ trái nghĩa với từ thực tế. Hiểu không? Chứ người ta không có bôi đen cái cụm not down to earth. Người ta chỉ bôi đen cụm down to earth thôi. Hiểu được chưa mấy đứa? Đó. Thì câu này tìm từ trái nghĩa với từ thực tế. Từ gì? Practical là gì? Thực tế nè. Thì bỏ đi. Được chưa? Reasonable là gì? Đó chính là gì mấy đứa nhớ không? Thầy dạy rồi. Vừa phải. Được chưa? Vừa phải. Ví dụ giá cả vừa phải này, họ là hợp lý. Được chưa? Thầy có reason là lý do. Vậy reasonable tính từ dấu hiệu là able nè, gì là hợp lý hoặc là gì đây? Vừa phải. Thường cái này sử dụng với giá cả. Nếu mà vừa phải thì liên quan tới giá cả. Còn hợp lý là liên quan tới những cái quan điểm. Được chưa? Đó, reasonable hợp lý. Hoặc là giá cả, ví mình nói hoặc là gì vừa phải, mình có thể giá cả hợp lý hoặc giá cả vừa phải, đúng không? Đó. Rồi sensible, cái từ này sensible thì nó thôi nói sau đi ha, nói sau đi, bởi vì từ này phân tích cũng khá là kỹ. Rồi và cuối cùng thầy có unrealistic, thầy có real, mình có real là gì thực tế rồi đúng không? Để chứ realistic là thực tế, thực tiễn, vậy unrealistic là không thực tế, thì chọn luôn thầy câu để
Hiểu mới đó à, ổn mà. Có bạn nào thắc mắc gì không? Kịp kịp chưa, kịp chưa, ổn ha. Thay vậy các bạn, Nhật kỳ. ừ, be willing to là gì, là có gọi là nãy giờ nó nghĩ là gì quên tiêu rồi mới đó, tự nhiên quên nghĩ tiếng gì. Are willing to là sẵn lòng đúng không? À, đúng rồi, sẵn lòng. Lower là làm hạ xuống, làm thấp vậy, đúng rồi, được chưa? Đó, hạ bản thân là họ là hạ hạ cái gì, cái tôi của họ, để gì, để thấy gì, cái thực tế của cuộc sống của những người đó gì đó, được chưa? Rồi tiếp tục. Densely populated. Ủa bữa dậy chưa dậy luôn rồi đúng không? Densely populated đó chính là gì? Nhớ không? Ai kể thầy coi. Densely populated là gì nè? Là dân số như nào? Dân số một cách như nào đấy? Dân số. Dày đặc. Ôi, quên rồi hả? Các bạn viết cho thầy. Densely populated là dân số dày đặc. Được chưa? Ngài Robinson nói rằng cái scheme này nó mang nghĩa là cái chương trình. Cái chương trình nó không thể mà nó hoạt động được, được chưa, cho từng cái hộ gia đình, và nó sẽ chỉ phục vụ 15.000 hộ gia đình, được chưa, trong những cái khu vực mà dân số mà nó đông đúc, được chưa. Ví dụ như là skip trên scale cái kiểu nè, được chưa, đó ổn ha. Thì câu này densely populated là gì, là dân số mà nó dày đặc, được chưa. Thì trái ngược với dân số đầy dày đặc là dân số mà nó thừa thớt, được chưa. Thì cái nào thưa thớt đây thì chọn thầy, câu này chắc không biết làm đâu, thì mấy đứa có thể loại bỏ chữ C cũng được để chỉ tìm từ trái nghĩa. Nếu mà mấy đứa bị chữ dense là dày đặc là nó đông đông đúng không, thì liên quan tới nó đồng nghĩa với chữ C, đồng nghĩa câu C, được chưa. Còn câu B, câu D, câu A không biết nghĩa thì chọn lụi. Thì kiểu như là 33% thôi, được chưa, chọn lụi 33% chắc chúng, bởi vì câu C mấy đứa loại bỏ rồi, được chưa. Thì chọn thầy câu A, sparsely. Thì bạn viết vào sparsely là thưa thớt, được chưa, sparsely là thưa thớt, trái nghĩa với densely. À biết vào đi nè. Give me, give me, give me when the midnight. Rồi tiếp tục nha. Rồi câu tiếp theo. If he gets bored with the lessons, nếu mà anh ấy cảm thấy chán với cái bài học đó, thì anh sẽ chỉ ở đây không lắng nghe, không quan tâm và looks out the window và nhìn ra ngoài cửa. Thì trái ngược với cái từ mà quan tâm là gì? Không quan tâm là gì nữa? Switches off, chọn thầy rẹt rẹt luôn. Trời ơi, easy. Ừ, quá đơn giản, được chưa? Rồi, go off là gì? Vậy biết bao nhiêu lần rồi? Trời ơi, rất là nhiều nghĩa. Đầu tiên, thiêu, hư, đồ ăn, thức uống, đúng không? Cái thứ hai là gì? Rung, reo, cái chuông nè. Được chưa? Đó. Apologize for thì xin lỗi ai đó. Keep on thì tiếp tục, đồng nghĩa với carry on, đồng nghĩa với gì? Go on, được chưa? Trái nghiệm với vậy, switch off, trái nghiệm với pay attention to. Rồi, tiếp tục. If you don't make good money, nếu mà bạn không có kiếm được nhiều tiền á thì bạn sẽ là kẻ thất bại. Ủa, có nói câu gì kỳ vậy trời? Được chưa? Ôi, sao vậy? And may be looked down on no matter how civilized and ethical you are. Đó, tại vậy các bạn giữ lúc trao on vậy chứ, vậy rồi thấy chưa, vậy lúc trao on là gì, là gì, Xin thưa. đúng rồi, khinh thường đó. Vậy trái nghĩa khinh thường là gì, là được chó, Tốt chưa? đúng rồi, chọn hai B. câu B, quá đơn giản, được chưa. Đó mà câu này nó hơi gọi là nó hơi bị nặng cho nên thầy nghĩ nó không ra đâu, được chưa. Nhưng mà nhớ thầy cụm lúc trao on là bị khinh thường hoặc là được xem thường nè, nhưng mà cái này bị động, bị động là bị động đối với trường model verb là có be và động từ cục ba, được chưa. Trái ngược với look down on là gì, look up to, được chưa. I want thì biết vào look down on là xem thường, coi thường, vậy look up to đó chính là thầy dịch là nể, được chưa, hoặc là kính trọng, tôn trọng, nhưng mà thầy sẽ có gì chữ nể, được chưa. Đó ví dụ như là thôi hiểu được rồi, khỏi ví dụ tốn thời gian, tiếp tục. Đây 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 đây, trời ơi cái câu này cũng khó nữa. Rồi các bạn ơi, câu này thì dự sửa luôn nè, khó dữ ta. Thôi câu này thôi cũng à, thành cũng không có khó lắm đâu. Rồi câu 73 nếu mà ra là sao? Rồi as a southerner, các bạn nhớ từ nào đọc southern nha, đọc southerner là một người ở người nam, được chưa, là một người người dân ở ở nam, ví dụ ở Sài Gòn nè, anh ấy không có muốn move north, anh ấy không muốn di chuyển ra ngoài bắc, anh ấy sợ rằng anh ấy có thể sẽ không bao giờ settle down in the provinces. Thầy có settle down là gì, thầy dạy cho ta, hình như chưa dạy. Settle down là chính là gì, mình sinh sống ở nơi nào đó, mình an cư, mình sống một cách ổn định,
để chơi settle down, đó chính là các bạn có một cuộc sống ổn định. Là như nào là các bạn có nhà, các bạn có cửa, các bạn có gia đình, cái đó gọi là settle down. Là gì? Có một cuộc sống ổn định, dịch là như vậy. Bởi vì trong tiếng Việt thì nếu mà nó dịch một câu á mà nó thành cũng không được thuận lắm, nó gọi là gì? An cư. Được chưa? An cư được không? Nhưng mà nó quăng vào nó hơi bị gọi là quá là formal. Được chưa? Thì dịch này settle down là có một cuộc sống ổn định, là bao gồm có nhà, có cửa, có đất, có vợ, có con, có chồng, có cháu gì đó, được chưa? Gọi là settle down. Được chưa? Đó là sống cố định. Vậy trái ngược với settle down là chọn từ gì mấy đứa? Đoán thử coi. B, C không biết nghĩa thì có thể chọn cái gì quen thuộc hả? Được chưa? Cái gì mà quen thuộc mà mấy đứa quăng vào nó không hợp lý á thì mấy đứa có thể chọn câu B và câu C. Được chưa? Thì thầy mấy đứa cho thầy câu trả lời câu này thử coi chọn gì. Yeah. À đúng rồi, chính xác. Thì migrate là di cư đúng không? Thầy trái nghĩa với settle down đơn giản thôi. Được chưa? Inhabit là gì? Inhabit là sống, dạy chưa? Dạy rồi. Vậy navigate là gì? Colonize gì? Bỏ, khỏi, học, tính sau. Được chưa? Rồi, nếu mà học lớp số 1, lớp con nâng cao thì sẽ dạy. Thật ra lớp số 1 là thầy đã dạy những cái từ này hết rồi. Được chưa? Rồi, tiếp tục câu số 74. It turned out that they had spent days and nights at internet coffees. Được chưa? Hóa ra rằng. Được chưa? Các bạn viết vào turn out là hóa ra rằng. Hóa ra rằng. Được chưa? Turn out thầy dạy một lần rồi, thầy nhớ thầy dạy một lần rồi. Hóa ra rằng. Được chưa? Thành ra rằng. Đó. Hóa ra thành ra. Hóa ra thành ra là như nào? Nó sẽ cho mấy đứa một kết cục mà nó khiến người khác bất ngờ, khiến mấy đứa bất ngờ. Hiểu chưa? Đó, ổn ha. Rồi. Đó ví dụ cho mấy đứa ví dụ nha, ví dụ như là thằng gì đấy, thằng Nam nè. À lộn, thằng Nhật nàng Danh nàng Tường nàng Khoan nàng Bình nè, chơi chung nhau nè, chơi rất là lâu, trước giờ cứ nghĩ là mấy đứa này à này nọ, kiểu hóa ra rằng thằng Bình nó thích con trai. Ồ, được chưa? Bất ngờ, turn out. Rồi chạy hắn vậy. Rồi, ok. Rồi, hóa ra rằng là họ đã dành ngày, nhiều đêm tại cái tiệm cà phê internet để người ta chơi game á. One after the other. Được chưa? Ngày này sang ngày khác, one after the other. Mãi cho đến khi tiền của số tiền của họ bị vậy. Usup, dạy chưa? Usup là gì? Ai nhớ? Usup là gì? Cạn kiệt. Cạn kiệt. Cạn kiệt. Vậy đồng nghĩa với cụm gì? Thầy dạy chưa? Cạn kiệt, sắp hết thời gian nữa. Chạy đua với thời gian là cụm gì? Câu nào mới đúng? Sắp hết thời gian, sắp hết gì đó. Còn câu gì? Câu à, đúng không? Dạy chưa? Dạy hủy thầy dạy các bạn rồi. Run out of time là chạy đua với thời gian, là hết thời gian nè. Được chưa? Vậy use up thì nó có thể đồng nghĩa với câu A. Được chưa? Đó, ổn mà. Thì câu này quá đơn giản, chọn vậy luôn. Câu này chọn use up trái nghĩa với gì? Đúng rồi, conserve gì? Bảo tồn. Được chưa? Hoặc là vẫn được giữ, giữ gìn. Ok, thì use up trái nghĩa với conserve, conserved. Invest đó chính là gì? Đó chính là đầu tư. Danh từ của nó là investment. Mình là dấu hiệu của danh từ đó. Được chưa? Cái video khi mấy đứa coi thì mấy đứa sẽ thấy. Được chưa? Investment đó chính là cái sự đầu tư. Còn invest đó chính là đầu tư động từ. Ok, rồi. Consume là gì mấy đứa? Consume là gì? Tiêu gì? Tiêu thụ. Đúng không? Hồi bữa thầy dạy các bạn time consuming đó chính là tiêu tốn thời gian đúng không? Đó, ok ha. Thì use it nó đồng nghĩa với consume, nó có thể đồng nghĩa với run out rồi. Được chưa? Đó, ổn ha. Rồi tiếp tục câu số 70. 7 đi. 75, 76 thì khả năng ra cũng không cao cho lắm, cho nên thôi, làm tiếp. Làm cho mấy đứa bốn câu, một số câu nữa nha. Danny put the cat among the pigeons. Câu này hình như ra được thế chưa? Hình như là như có ra một câu này rồi. Được chưa? Danny put the cat among the pigeon là đặt con mèo ở giữa đàn bồ câu. Pigeon là bồ câu đó mấy đứa. By suggesting that the company might have to make some redundancies. Đây chỉ chữ redundancy thì mà kiểu như là từ này một từ khó, khá là khó. Nếu mà học lớp số 1 thì sẽ biết. Được chưa? Còn lớp mình thì thôi khỏi đi ha. Rồi. Thì câu này Danny đã cái gì đó đặt con mèo ở trong đàn bồ câu thì mấy đứa tưởng tượng không? Một khi mà mấy đứa đặt con mèo ở giữa đàn bồ câu thì con mèo nó sẽ như thế nào? Con mèo nó sẽ chắc chắn là nó sẽ được những con bồ câu. Ok, đàn bồ câu nó sẽ được đàn bồ câu, mà một khi nó được đàn bồ câu thì như là cảnh tượng như thế nào? Chắc cảnh tượng nó gọi là bình yên cho mấy đứa ha. Thì mấy đứa có thể tưởng tượng là một cảnh tượng nó như nó gọi là nó xào xáo, được chưa? Đó nó nhốn nhang nhốn nháo gì đó. Được chưa? Đó là một cái tình cảnh mà đang rất là hỗn loạn. Được chưa? Thì mình tưởng tượng, mình tưởng tượng ra câu này là đang rất là hỗn loạn. Được chưa? Đó, ok, thì trái nghĩa với việc đó là cái gì? Hiểu không mấy đứa? Rồi thì phải phân tích cái câu này đang tích cực hay tiêu cực.
Nếu mà câu này tiêu cực thì rõ ràng cho này nghĩ câu này rõ ràng là tiêu cực rồi, thì chọn câu nào mà tích cực, hiểu chưa? Thì trong câu này cái nào tích cực mới đúng đây. Danny thật sự đã cái gì đó rồi, bằng cách suggesting that, bằng cách đề xuất rằng công ty là nên phải đây, kiểu như là make some redundancy, là kiểu như loại sa thải một số người, thôi học luôn đi các bạn biết thầy. Đó chính là make redundant là sa thải, make redundant là sa thải, đồng nghĩa với gì? Fire, đúng không? Hồi nãy thầy giống vậy ôn lại luôn xác được chưa. Nếu mà học lớp số 1 thì biết cụm này rồi được chưa, lớp mình mới tôi học luôn. Make redundant đồng nghĩa fire, đồng nghĩa với sack là sa thải. Được chưa? Đó. Bởi vì cái này tại sao người ta dùng redundancies? Bởi vì cái này phía trước nó là dùng chữ some, mà sau some phải là một cái danh từ, mà redundant nó là một cái tính từ. Được chưa? Đó. Thì hai câu này tương tự. Make some redundancies y chang như make redundant. Được chưa? Rồi. Thì câu này chọn câu gì đấy? Làm khiến cho cái tình huống mà nó gì đây? Nó phức tạp, nó hỗn loạn. Được chưa mấy đứa? Đó. Hoặc là khiến cho người khác bực bội cũng được đó, kìa ha. Thì câu này trái nghĩa với gì từ nào mấy đứa hiểu không? Đó thì cái này đang tiêu cực thì mới là tích cực, chọn đó, quá C. đơn giản hiểu chưa. Đó thì chọn thầy câu C, phân tích như vậy ổn ha, là phải gọi là thực sự nếu mà mấy đứa có khả năng, mấy đứa tưởng tượng á, thì có thể làm những bài này không phải là một cái vấn đề, bởi vì thầy đảm bảo với mấy đứa bốn cái câu về tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa thì nó sẽ luôn luôn gọi là mở cho mấy đứa, mở bằng cách nào? Coi những câu phía trước, những từ phía trước và phía sau để phân tích. Rồi, tiếp tục. Câu số 78. Damn Stella is out of touch with modern art. Đây đọc cái gì ta? Archive services which can be innovative and challenging. Được chưa? Đó thì Damn Stella là out of touch. Thầy có touch để chạm mà out of mấy đứa nhớ. Thầy có cầm run out of là ngoài mấy đứa. Ngoài cái tầm gì đấy, ngoài cái sự chạm là cái gì, là kiểu như là không còn kết nối được cho nữa đó, hoặc là không có tiếp xúc. Chết ngoài mà nghĩa là chạm, chạm là tiếp xúc đó. Vậy ao đọc là ngoài, ngoài cái sự chạm là như thế nào, là kiểu là không tiếp xúc được chưa. Đó là gì vậy? Con mẹ Damn Star là không tiếp xúc với những cái dịch vụ hiện đại được chưa. Đó rồi cái điều này nó có thể đây can be innovative, thầy dạy mấy innovative là gì, mang tính gì đấy, đột phá nè được chưa, hoặc là đổi mới nè, và đây và nó có thể challenging được chưa. Đó thì câu này chọn out of touch trái nghĩa với cụm gì đấy, trái nghĩa với cụm gì, quá đơn giản đúng rồi. Mấy đứa coi này, thầy nói các bạn rồi, những cái từ đồng nghĩa trái nghĩa nó sẽ luôn luôn có một cặp đồng nghĩa với nhau. Old fashion đồng nghĩa với out of date đúng không, là lạc hậu nè, là không cập nhật thông tin các kiểu nè. Đó thì bỏ, thì chọn một là B hay là C được chưa. Thì out of touch trái nghĩa với up to date được chưa. Rồi kịp không, rồi tiếp tục. Câu số 79. Why the web was a dead loss? Trong khi the web cái mạng á, được chưa? Thì nó là a dead loss. Mấy thứ chữ dead cái là chết, chết là chắc chắn đang tiêu cực. Thì tìm cái gì đó mà nó đang tích cực. Được chưa? The cell phone ringtone market, cái thị trường mà nhạc chuông điện thoại, ringtone là nhạc chuông đó. Được chưa? Dường như rất là gì đây, rất là hứa hẹn. Seem very promising. Thì cái câu này thì chắc là phải quay lại từ thời mười mấy năm trước rồi, chứ giờ ai mà còn sử dụng cái thị trường mà nhạc chuông nó còn hiện gọi là thịnh hành nữa. Được chưa? Đó, trong khi thì rõ ràng hai vế nó như nào, hai vế nó phải trái ngược nhau, dấu hiệu nè. Trong khi cái mạng thì nó như nào đó. Được chưa? Thì the cell phone thì nó đang dường như rất là mang tính hứa hẹn. Được chưa? Thì rõ ràng cái đang câu này đang tiêu cực thì tìm tìm cái nào tích cực, chọn cái nào tích cực mấy đứa. Câu nào tích cực? Quẹt luôn hiểu không? Đó, mặc dù bạn biết a dead loss được chứ, thì con này chọn gì đấy? Giờ sắp tới giờ rồi. Đúng rồi. D a dead có gì? Câu này có rõ ràng completely useless, đó chính là gì? Hoàn toàn là vô dụng, hoàn toàn là vô dụng. Thì cái đó là tiêu cực rồi thì bỏ. Hiểu không? Bởi vì đang còn một cái đó tích cực. Unsuccessful là gì? Đó chính là không thành công, thì chọn bỏ luôn. Được chưa? Vậy câu này B là có lợi, có ích, có lãi. Câu D available gì, có sẵn, có sẵn thì nó cũng khá là tích cực đúng không mấy đứa. Ok, nhưng mà câu này thì phải chọn câu, ví dụ mấy đứa quăng vào đi, trong khi cái mạng xã hội, cái mạng á, thì nó có sẵn. Ủa là sao đúng không mấy đứa, tự nhiên có sẵn là như nào, nó không nghĩ là chưa. Đó thì ta có a dead loss, nó chính là gì, đó chính là nó không có mang lại lợi nhuận, nó không có thành công, nó kiểu như là một cái thứ tào lao. Được chưa? A dead loss là một cái thứ gì đó tào lao. Được chưa đó? Cái thứ gì đó tào lao, cái thứ gì đó gọi là vô dụng, cái thứ gì đó mà nó không thành công. Được chưa? Đó thì nó cụm a dead loss.
được chưa? Đó, rồi một cái thứ gì đó mà tào lao, thứ gì đó mà dởm, thứ gì đó mà không thành công, cái gì mà nó tiêu cực là chính là cái attract loss, được chưa? Thường là một cái sản phẩm, một cái sáng kiến nào đó, được chưa? Đó, hoặc một cái thành tựu nào đó, attract loss, được chưa? Đó, thì rõ ràng chọn thẻ câu B. Còn available là cái trường nghĩa của nó vẫn đang còn ngang ngang quá đó, cái trường nghĩa nó vẫn còn đang ngang ngang quá, được chưa? Thì chọn thẻ câu B. Nếu mà tìm từ mấy đứa rõ ràng nè, nó hoàn toàn vô dụng thì nó sẽ đồng nghĩa với unsuccessful là không thành công, được chưa? Thì rõ ràng mấy đứa có thể loại bỏ hai trường hợp này, nó lúc nào nó cũng sẽ có một cặp đồng nghĩa với nhau là mình loại bỏ, chọn một B hai D. Hồi nãy bạn nào chọn câu D thì bạn nó xui được chưa? Rồi bây giờ thầy phải lên xe rồi mấy đứa. Ok, thì mấy đứa có gì cố gắng gọi là không biết là bên kia nó đã